Những chiếc xe tải quân sự huyền thoại ở Việt Nam. ZIL-157, ZIL-131 hay GAZ-66, những chiến binh chinh phục mọi địa hình, vượt qua bom đạn, đèo cao, sông suối, cùng bộ đội ta xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Không có kính không phải vì xe không có kính. Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi. Ung dung buồng lái ta ngồi. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Những câu thơ trong bài thơ Tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật đã phần nào khắc họa được hình ảnh của những chiếc xe vận tải quân sự, những chiếc xe từng một thời ngang dọc Trường Sơn, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử của dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta hãy cùng nhìn lại những chiếc xe anh hùng ngày nào, những chiếc xe đã vượt qua bom đạn, vượt qua bao đèo cao, sông suối, cùng bộ đội ta xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Đầu tiên là chiếc xe ZIL-157, ra đời năm 1957, đây là chiếc ZIL-3 cầu đầu tiên. Một đỉnh cao của công nghệ Xô Viết. Chiếc xe tải Obzhut 66 với 3 cầu chủ động, vi sai đồng bộ một cách tuyệt vời giữa các đầu trục. Ngay sau khi ra đời, chiếc ZIL-157 đã đạt được giải thưởng lớn Grand Prix tại triển lãm ô tô quốc tế Jussen, Bỉ năm 1958. ZIL-157 thiết kế chủ yếu là để trở thành xe tải chiến lược dùng cho quân đội Xô Viết, nhưng nó còn được dùng để lắp lên đó dàn tên lửa Katyusha. Khi tới Việt Nam, ZIL-157 nhanh chóng trở thành người anh hùng trên đường Trường Sơn. ZIL-157 thiết kế cơ sở là xe tải có trọng tải 3 tấn, nhưng là xe Việt dã vượt mọi địa hình. Trên đường tốt, ZIL-157 có thể kéo rơ móc đưa khả năng chuyên trở lên tới 7,5 tấn. Nhưng thực ra những chi tiết của xe không được thiết kế để chuyên chở nặng đến như thế. Quan điểm của các nhà thiết kế quân sự Xô Viết không phải là tải trọng, họ làm xe tải hạng nặng không khó. Quan trọng là phải mang được hàng đến đích bất chấp khó khăn của điều kiện chiến tranh. Chính quan điểm đó đã làm cho chiếc xe có những ưu điểm tuyệt vời mà sau này nó đã thể hiện trên đường Trường Sơn. Hai bên thành xe có thể lắp ghế băng, chiếc xe có thể chở được một tiểu đội lính đầy đủ trang thiết bị. Một đặc điểm nữa không thể không kể đến, đó là ở đầu xe có trang bị một bộ tời dẫn động thẳng từ động cơ giúp nó có thể tự cứu mình trong những tình huống bị sa lầy. Chiếc thứ hai mà tôi muốn nói đến là ZIL-131, chiếc xe tải đa dụng được thiết kế và sản xuất ở Liên Xô vào năm 1966. ZIL-131 ra đời để thay thế người tiền nhiệm ZIL-157. Tính đến năm 1994, khi ZIL-131 ngừng sản xuất, có gần 1 triệu chiếc ra đời. Mặc dù tuổi đời không còn trẻ, nhưng ZIL-131 vẫn còn sử dụng rộng rãi bởi quân đội Nga và một số nước khác. ZIL-131 trang bị động cơ V8 dung tích 6,9 lít, trọng tải 5 tấn và rơ móc 5 tấn trên đường bằng, hoặc 3,5 tấn và rơ móc 4 tấn khi áp suất. Khoảng sáng gầm xe lên tới 330mm. ZIL-131 sử dụng hệ thống dẫn động 6 bánh toàn thời gian, nhưng trục trước của xe có thể nghỉ khi đi trên đường nhựa. Xe còn trang bị hệ thống kiểm soát áp suất lốp và hệ thống tời ở một số phiên bản. Một chiếc nữa cũng không thể không nhắc tới là GAZ-66, xe vận tải tầm trung với hai cầu chủ động 44, trọng tải toàn bộ 5.800kg, khoảng sáng gầm 315mm. Do trang bị tời kéo nên nó có thể hoạt động trong mọi điều kiện đường xá, thời tiết. Có thể nói GAZ-66 chính là một trong những chiếc xe địa hình tốt nhất, phù hợp nhất với địa hình ở Việt Nam. Những chiếc xe quân sự kể trên là những chiến binh thực sự trên những chặng đường xấu, khả năng trèo đèo, lội suối của nó khiến hầu hết những chiếc xe địa hình dân sự phải kính nể. Chiếc xe nuốt gọn những ổ gà, ổ trâu, ổ bò và thậm chí là ổ khủng long một cách dễ dàng. Những con suối nước chảy xiết với độ sâu trên 1 mét nước có thể cuốn trôi SUV cũng chẳng thể làm khó cho những chiến binh này. Có một điều mà tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng về những chiếc xe quân sự là tính năng tự động thay đổi áp suất bánh xe theo địa hình và tự bơm khi lốp bị thủng, vừa chạy vừa bơm. Điều này vô cùng hữu ích trong điều kiện chiến trường cũng như khi di chuyển trên đoạn đường rừng núi xa xôi. Không tiện cho việc sửa chữa. Còn rất nhiều điều thú vị về những chiếc xe quân sự mà tôi không thể kể hết. Các bạn có muốn trải nghiệm không? Hãy tham gia quân đội ở những đơn vị xe cộ, các bạn sẽ có cơ hội khám phá những chiếc xe mà ở ngoài đời thường các bạn không bao giờ có cơ hội trải nghiệm.